Bộ Công Thương triển khai các giải pháp để bảo đảm nguồn cung và hệ thống kinh doanh xăng dầu vận hành ổn định, hiệu quả. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại phiên họp của Ban chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá 9 tháng và định hướng công tác điều hành giá những tháng cuối năm 2022 diễn ra ngày 13 tháng 10. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành địa phương cần theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả để chủ động thực hiện các biện pháp điều hành phù hợp, nhất là các hàng hóa dịch vụ thiết yếu như xăng dầu, năng lượng, lương thực thực phẩm, dịch vụ vận tải. Bộ Công Thương triển khai các giải pháp để đảm bảo nguồn cung và hệ thống kinh doanh xăng dầu vận hành ổn định, hiệu quả. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng nhấn mạnh, đối với những mặt hàng nhà nước quản lý như y tế, giáo dục, điện, nước, các bộ ngành địa phương cần chủ động các phương án để triển khai điều chỉnh vào thời điểm thích hợp. Ngày 13 tháng 10, tại cuộc họp về dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu rút ngắn thời gian cho các khâu chuẩn bị dự án từ thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, bảo đảm đến tháng 12 năm 2022, khởi công và hoàn thành dự án vào năm 2025. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo giao 70% mặt bằng trước ngày 20 tháng 11 năm nay. Những địa phương chưa phê duyệt phương án bồi thường thì phải hoàn thành ngay trong tháng này. Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán các gói thầu, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 tới. Phối hợp với các địa phương rà soát, đảm bảo chuẩn bị đủ mỏ vật liệu san lấp cho dự án. Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tổ chức họp giao ban hàng tuần với các địa phương để kiểm điểm tiến độ triển khai, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Ngày 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm tuần lễ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2022 với chủ đề WISE 2022. Triển lãm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là sự kiện lớn nhất trong năm về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm chuỗi 42 sự kiện, trong đó điểm nhấn là hàng loạt sự kiện nổi bật của hệ sinh thái khởi nghiệp. Với chủ đề chính là chuyển đổi số động lực mới cho sự phát triển của thành phố, thể hiện mong muốn của chính quyền thành phố trong việc thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số là một trong các nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Triển lãm năm nay có sự tham gia của 200 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, trong đó lĩnh vực chuyển đổi số chiếm tỷ lệ 85% tổng số doanh nghiệp tham gia triển lãm đợt này. Khi mà chuyển đổi số thì nó là một cái quá trình mình đổi mới sáng tạo. Mục đích chính cũng là để làm sao cho khách hàng người ta tiếp cận được các dịch vụ, có một cái trải nghiệm tốt hơn và an toàn bảo mật hơn. Với tầm quan trọng của chuyển đổi số thì cảm thấy là nó là đóng vai trò quan trọng trong ngày hôm nay vì các doanh nghiệp đã được tiếp cận gần hơn với đối tượng và khách hàng của mình trong việc chuyển đổi số thì nhằm nâng cao được vị thế cũng như là doanh số của các doanh nghiệp về công nghệ nói riêng và cũng như là các doanh nghiệp nói chung. Triển lãm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mang đến thông điệp về vai trò của nhà nước về kiến tạo mà còn được kỳ vọng sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, hợp tác và chia sẻ trong hoạt động đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua, thành phố sẽ thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi ngân sách cấp bù học phí để mức thực đóng của phụ huynh học sinh năm nay không tăng so với năm ngoái. Mức hỗ trợ học phí là phần chênh lệch do điều chỉnh mức học phí theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm 2022-2023 và những năm tiếp theo so với mức học phí đang áp dụng tại nghị quyết số 28 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thời gian áp dụng 9 tháng trong năm học 2022-2023, tổng kinh phí dự trù để thực hiện chính sách hỗ trợ học phí nói trên là trên 1.500 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay toàn tỉnh đã có 120 vùng trồng nông sản với diện tích trên 24.000 ha được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang nhiều nước như Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, Australia. Trong đó có nhiều loại cây ăn quả chủ lực có diện tích cấp mã vùng trồng lớn như chuối, sầu riêng, xoài, chôm chôm, tập trung ở thành phố Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc.
việc cấp mã số vùng trồng không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm để đủ điều kiện xuất khẩu. Để được cấp mã số vùng trồng, nông dân phải tuân thủ quy trình sản xuất sạch, an toàn, ghi nhật ký canh tác, đặc biệt là không được sử dụng một số hoạt chất theo quy định từ nước nhập khẩu. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai, năm nay, tối qua tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai phối hợp với Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức chương trình Đêm Gala Thanh niên hỗ trợ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Chương trình Đêm Gala 13 tháng 10 không chỉ nhằm tôn vinh sự nỗ lực của thanh niên với cộng đồng mà còn là lời kêu gọi các thanh niên tiếp tục giữ vai trò thắp lửa và lan tỏa tinh thần vì một cộng đồng an toàn hơn trước thiên tai. Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dù Việt Nam nằm trong danh sách 12 quốc gia phải gánh chịu số lượng các sự kiện thiên tai nhiều nhất trên thế giới, nhưng Việt Nam vẫn đối mặt với các hiểm họa một cách đầy bản lĩnh. Những năm gần đây, Việt Nam đã ứng dụng nhiều hơn các công nghệ hiện đại trong công tác phòng chống thiên tai, đồng thời vận dụng nhiều hơn các phương tiện truyền thông để tăng cường nhận thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai. Tại gala tối qua, thông qua các tiết mục hùng biện, các sinh viên đại diện cho 4 trường, Đại học Thủy lợi, Tài nguyên và Môi trường, Mỏ địa chất, Khoa học tự nhiên đã thể hiện sáng tạo những nhận thức, kỹ năng phong phú của mình trong lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, đồng thời mong muốn được cống hiến bằng những hành động thiết thực cho công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các tiết mục hùng biện đã nhận được đánh giá cao của ban tổ chức và các chuyên gia. Năm nay thì chúng ta đã đưa ra một cái hoạt động ở một cái cách tiếp cận khác. Cái cách tiếp cận đầu tiên ấy, đấy là giới trẻ. Thì tại sao năm nay lại tập trung vào giới trẻ? Bởi vì chúng tôi cho rằng giới trẻ thì người ta thường nói giới trẻ là của tương lai, nhưng đối với phòng chống thiên tai thì chúng tôi vẫn nói là giới trẻ không chỉ của tương lai mà của cả hiện tại. Họ là những người có tri thức, có sáng tạo, đặc biệt là có nhiệt huyết. Và với những người trẻ mà họ có kiến thức, có kỹ năng ấy, và với thái độ tốt nữa thì không chỉ làm tốt cái phần việc của mình, bảo vệ mình mà họ sẽ có sức lan tỏa ra cộng đồng để có một cái cộng đồng an toàn trước thiên tai. Sự kiện này rất ấn tượng, thu hút rất nhiều các sinh viên của các trường đại học mà còn các trường đại học khác đến đây tham gia chương trình hôm nay. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những sự kiện rất hiệu quả của Tổng cục Phòng chống thiên tai, góp phần tăng cường nhận thức của giới trẻ. Bởi vì giới trẻ chính là nhà lãnh đạo tương lai và công tác quản lý phòng chống thiên tai thì cần sự tham gia của những người trẻ như vậy. Vì Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều thiệt hại vì thiên tai. Trong khuôn khổ đêm gala, cũng diễn ra triển lãm hội trại và triển lãm cuộc thi ảnh và câu chuyện Phụ nữ trước bão giông tại khuôn viên trường Đại học Thủy lợi. Chỉ còn 2 ngày nữa, giải chạy VPBank Hà Nội Marathon 2022, giải chạy marathon quốc tế chính thức của thành phố Hà Nội sẽ được khai mạc tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Tính đến thời điểm này, ban tổ chức đã cơ bản hoàn tất các công đoạn chuẩn bị cho giải chạy. Những tờ rơi quảng bá cho giải chạy lần này được các bạn tình nguyện viên của chương trình đưa tới tận tay người dân trong khu vực dọc cung đường chạy. Trong đó, ngoài các thông tin cho giải chạy, còn có lời xin lỗi của ban tổ chức gửi tới các hộ dân. Hy vọng người dân thông cảm những bất tiện có thể diễn ra trong suốt quá trình diễn ra chương trình. Tôi rất là thích thể thao. Tôi cũng thường xuyên là đi tập hàng ngày. Đấy, cho nên là nếu mà có tổ chức chạy thì là tôi rất là ủng hộ. Chương trình có sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, với cung đường chạy dài nhất là 42 km, đã được chuyên gia hạng A của Hiệp hội Marathon và chạy đường dài quốc tế trực tiếp chuẩn hóa. Các vận động viên sẽ xuất phát tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chạy qua các hồ nổi tiếng của Hà Nội như Hồ Gươm, Hồ Bảy Mẫu, Hồ Ba Mẫu, Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, và địa danh như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và Hoàng thành Thăng Long, sau đó về đích tại cổng công ty Điện lực Hoàn Kiếm, số 69C Đinh Tuyên Hoàng. Gửi thư mời cho các hộ dân để các hộ dân có thể hiểu thêm ý nghĩa về giải chạy và sẽ thông cảm cho bên ban tổ chức vì những bất tiện diễn ra trong quá trình tổ chức giải chạy. Mong là tất cả các hộ dân sẽ thấu hiểu và sẽ có những cái hành động ý nghĩa như là sẽ giữ gìn vệ sinh để tạo nên những cái hình ảnh tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế ạ. Chúng tôi mong muốn rằng thì là tất cả các hộ dân sẽ nhiệt liệt ủng hộ giải chạy, mang thể hiện được cái tinh thần văn hóa của người Hà Nội đối với một cái hoạt động thể thao có ý nghĩa
và thể hiện được cái lòng yêu mến, khích lệ các vận động viên tham gia giải chạy dưới cái khẩu hiệu là bừng sáng Việt Nam, với mong muốn là mang lại một cái sinh khí mới, một cái sức mạnh mới, là đóng góp vào cái sự phát triển và sự hồi sinh của nền kinh tế Việt Nam, của đất nước của chúng ta sau đại dịch COVID-19. Các công tác chuẩn bị về hậu cần cho vận động viên dọc tuyến đường chạy cũng đã được cơ bản hoàn tất. Cùng với các vận động viên, đội ngũ nhiếp ảnh gia và các nhóm tình nguyện viên, biker cũng có mặt để chạy thử các hoạt động hỗ trợ nhóm, đảm bảo cho giải đấu diễn ra tốt đẹp. Với nỗ lực đưa giải chạy quốc tế di sản VPBank Hà Nội Marathon thực sự trở thành một di sản văn hóa thể thao của thủ đô, cùng với những cung đường chạy đậm màu sắc phố cổ, ban tổ chức cũng đã có nhiều hoạt động bên lề nhằm chào mừng các vận động viên tham gia giải, đồng thời quảng bá văn hóa Hà Nội tới bạn bè quốc tế. Lễ khai mạc sự kiện sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy, lúc 20 giờ ngày 15 tháng 10 tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Giám đốc công viên lịch sử Ayutthaya, Thái Lan ngày 13 tháng 10 cho biết khoảng 70 ngôi đền và di tích lịch sử ở tỉnh Ayutthaya có nguy cơ sụp đổ do lũ lụt. Theo ông Patarapong, giám đốc công viên lịch sử Ayutthaya, 70 ngôi đền và di tích lịch sử nằm bên ngoài khu vực các bức tường cổ của tỉnh này bị ngập trong nước nhiều ngày qua. Không chỉ các địa danh lịch sử, hơn 30.000 hộ gia đình, hàng chục nhà máy, xí nghiệp và hàng trăm hecta hoa màu của người dân cũng bị ngập trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh tế ở địa phương này. Còn tại Australia, hàng nghìn người ở khu vực đông nam nước này đã nhận được cảnh báo sơ tán trong ngày hôm nay để tránh nước lũ đang dâng cao tại nhiều thành phố của ba bang Victoria, New South Wales và Tasmania. Bang Victoria, địa phương đông dân thứ hai của Australia, đang trong tình trạng khẩn cấp tồi tệ nhất khi nước lũ nhanh chóng dâng cao, buộc giới chức phát đi lệnh sơ tán. Trong khi đó, các khu vực phía bắc của Tasmania, bang đảo ở phía nam Victoria, cũng ứng phó với lũ lớn trong ngày hôm nay. Giới chức địa phương đã ban hành hàng loạt lệnh sơ tán, trong khi mưa lớn đã khiến 120 con đường của bang bị phong tỏa hoàn toàn. Tại New South Wales, bang đông dân nhất của Australia, giới chức địa phương đã thành lập một trung tâm sơ tán sau những trận mưa như chút nước vào tối 13 tháng 10 tại thành phố Forth, nằm cách Sydney khoảng 5 giờ lái xe về phía đông. Khu vực bờ biển phía đông của Australia liên tục bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong 2 năm qua do các chu kỳ La Nina quay trở lại. Ba Lan và 4 quốc gia Liên minh châu Âu EU khác đã đưa ra yêu cầu với Ủy ban châu Âu để nghiên cứu phương án nhằm hạn chế giá khí đốt tăng cao và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu chi phí năng lượng trước mùa đông tới. Ngày 13 tháng 10, trong một bức thư gửi tới cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu, các bộ trưởng năng lượng của Hy Lạp, Italia, Bỉ, Hà Lan và Ba Lan đã đề xuất sửa đổi các tham chiếu đối với giá khí đốt của cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu ở Hà Lan trong các hợp đồng liên quan thông qua các biện pháp quản lý của EU. Các bộ trưởng cũng mong muốn EU nghiên cứu giới hạn giá khí đốt bán buôn và xem xét một cơ chế riêng biệt để đảm bảo phù hợp giữa cung và cầu khi giới hạn giá có thể sẽ vượt mức bởi các giao dịch mua bán tự do và việc đấu thầu. Các quốc gia EU đang nghiên cứu các biện pháp áp trần giá khí đốt của tất cả các nhà cung cấp. Tuy nhiên, thì Na Uy, một trong những nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu, cho rằng động thái này có thể sẽ làm trầm trọng thêm tình hình và buộc các nhà cung cấp tìm đến các thị trường bên ngoài EU. Chuyển sang các thông tin về thời tiết. Tin áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 9 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng 370 km, cách Quảng Nam 320 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Dự báo đến 19 giờ ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km một giờ, có khả năng mạnh lên thành bão, cách Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 180 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết các vùng trên cả nước. Dự báo thời tiết chiều và đêm 14 tháng 10, phía đông bắc bộ đêm không mưa, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, có nơi dưới 18 độ. Phía tây bắc bộ không mưa, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, có nơi dưới 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa to đến rất to và dông. Riêng khu vực ven biển Thừa Thiên Huế,
từ chiều tối có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rất to. Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên, từ chiều tối có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Bộ Công Thương triển khai các giải pháp để bảo đảm nguồn cung và hệ thống kinh doanh xăng dầu vận hành ổn định, hiệu quả. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại phiên họp của Ban chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá 9 tháng và định hướng công tác điều hành giá những tháng cuối năm 2022 diễn ra ngày 13 tháng 10. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành địa phương cần theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả để chủ động thực hiện các biện pháp điều hành phù hợp, nhất là các hàng hóa dịch vụ thiết yếu như xăng dầu, năng lượng, lương thực thực phẩm, dịch vụ vận tải. Bộ Công Thương triển khai các giải pháp để đảm bảo nguồn cung và hệ thống kinh doanh xăng dầu vận hành ổn định, hiệu quả. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng nhấn mạnh, đối với những mặt hàng nhà nước quản lý như y tế, giáo dục, điện, nước, các bộ ngành địa phương cần chủ động các phương án để triển khai điều chỉnh vào thời điểm thích hợp. Ngày 13 tháng 10, tại cuộc họp về dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu rút ngắn thời gian cho các khâu chuẩn bị dự án từ thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, bảo đảm đến tháng 12 năm 2022, khởi công và hoàn thành dự án vào năm 2025. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo giao 70% mặt bằng trước ngày 20 tháng 11 năm nay. Những địa phương chưa phê duyệt phương án bồi thường thì phải hoàn thành ngay trong tháng này. Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán các gói thầu, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 tới. Phối hợp với các địa phương rà soát, đảm bảo chuẩn bị đủ mỏ vật liệu san lấp cho dự án. Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tổ chức họp giao ban hàng tuần với các địa phương để kiểm điểm tiến độ triển khai, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Ngày 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm tuần lễ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2022 với chủ đề WISE 2022. Triển lãm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là sự kiện lớn nhất trong năm về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm chuỗi 42 sự kiện, trong đó điểm nhấn là hàng loạt sự kiện nổi bật của hệ sinh thái khởi nghiệp. Với chủ đề chính là chuyển đổi số, động lực mới cho sự phát triển của thành phố, thể hiện mong muốn của chính quyền thành phố trong việc thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số là một trong các nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Triển lãm năm nay có sự tham gia của 200 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Trong đó lĩnh vực chuyển đổi số chiếm tỷ lệ 85% tổng số doanh nghiệp tham gia triển lãm đợt này. Khi mà chuyển đổi số thì nó là một cái quá trình mình đổi mới sáng tạo. Mục đích chính cũng là để làm sao cho khách hàng người ta tiếp cận được các dịch vụ có một cái trải nghiệm tốt hơn và an toàn bảo mật hơn. Với tầm quan trọng của chuyển đổi số thì cảm thấy là nó làm vai trò đóng vai trò quan trọng trong ngày hôm nay, vì các doanh nghiệp để được tiếp cận gần hơn với đối tượng và khách hàng của mình trong việc chuyển đổi số thì nhằm nâng cao được vị thế cũng như là doanh số của các doanh nghiệp về công nghệ nói riêng và cũng như là các doanh nghiệp nói chung. Triển lãm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mang đến thông điệp về vai trò của nhà nước về kiến tạo mà còn được kỳ vọng sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, hợp tác và chia sẻ trong hoạt động đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua, thành phố sẽ thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi ngân sách cấp bù học phí để mức thực đóng của phụ huynh học sinh năm nay không tăng so với năm ngoái. Mức hỗ trợ học phí là phần chênh lệch do điều chỉnh mức học phí theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm 2022-2023 và những năm tiếp theo so với mức học phí đang áp dụng tại nghị quyết số 28 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thời gian áp dụng 9 tháng trong năm học 2022-2023, tổng kinh phí dự trù để thực hiện chính sách hỗ trợ học phí nói trên là trên 1.500 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay toàn tỉnh đã có 120 vùng trồng nông sản với diện tích trên 24.000 ha được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang nhiều nước như Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, Australia. Trong đó có nhiều loại cây ăn quả chủ lực có diện tích cấp mã vùng trồng lớn như chuối, sầu riêng, xoài, chôm chôm, tập trung ở thành phố Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc. Việc cấp mã số vùng trồng không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm để đủ điều kiện xuất khẩu. Để được cấp mã số vùng trồng, nông dân phải tuân thủ quy trình sản xuất sạch, an toàn, ghi nhật ký canh tác, đặc biệt là không được sử dụng một số hoạt chất theo quy định từ nước nhập khẩu. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai, năm nay tối qua tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai phối hợp với đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức chương trình đêm gala thanh niên hỗ trợ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Chương trình đêm gala 13 tháng 10 không chỉ nhằm tôn vinh sự nỗ lực của thanh niên với cộng đồng mà còn là lời kêu gọi các thanh niên tiếp tục giữ vai trò thắp lửa và lan tỏa tinh thần vì một cộng đồng an toàn hơn trước thiên tai. Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dù Việt Nam nằm trong danh sách 12 quốc gia phải gánh chịu số lượng các sự kiện thiên tai nhiều nhất trên thế giới, nhưng Việt Nam vẫn đối mặt với các hiểm họa một cách đầy bản lĩnh. Những năm gần đây, Việt Nam đã ứng dụng nhiều hơn các công nghệ hiện đại trong công tác phòng chống thiên tai, đồng thời vận dụng nhiều hơn các phương tiện truyền thông để tăng cường nhận thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai. Tại gala tối qua, thông qua các tiết mục hùng biện, các sinh viên đại diện cho 4 trường, Đại học Thủy lợi, Tài nguyên và Môi trường, Mỏ địa chất, Khoa học tự nhiên, đã thể hiện sáng tạo những nhận thức, kỹ năng phong phú của mình trong lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, đồng thời mong muốn được cống hiến bằng những hành động thiết thực cho công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các tiết mục hùng biện đã nhận được đánh giá cao của ban tổ chức và các chuyên gia. Năm nay thì chúng ta đã đưa ra một hoạt động ở một cái cách tiếp cận khác. Cái cách tiếp cận đầu tiên ấy, đấy là giới trẻ. Thì tại sao năm nay lại tập trung vào giới trẻ? Bởi vì chúng tôi cho rằng giới trẻ thì người ta thường nói giới trẻ là của tương lai, nhưng đối với phòng chống thiên tai thì chúng tôi vẫn nói là giới trẻ không chỉ của tương lai mà của cả hiện tại. Họ là những người có trí thức, có sáng tạo, đặc biệt là có nhiệt huyết. Và với những người trẻ mà họ có kiến thức, có kỹ năng ấy, và cái thái độ tốt nữa thì không chỉ làm tốt cái phần việc của mình, bảo vệ mình mà họ sẽ có sức lan tỏa ra cộng đồng để có một cái cộng đồng an toàn trước thiên tai. Sự kiện này rất ấn tượng, thu hút rất nhiều các sinh viên của các trường đại học mà còn các trường đại học khác đến đây tham gia chương trình hôm nay. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những sự kiện rất hiệu quả của Tổng cục Phòng chống thiên tai, góp phần tăng cường nhận thức của giới trẻ. Bởi vì giới trẻ chính là nhà lãnh đạo tương lai và công tác quản lý phòng chống thiên tai thì cần sự tham gia của những người trẻ như vậy. Vì Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều thiệt hại vì thiên tai. Trong khuôn khổ đêm gala, cũng diễn ra triển lãm hội trại và triển lãm cuộc thi ảnh và câu chuyện Phụ nữ trước bão giông tại khuôn viên trường Đại học Thủy lợi. Chỉ còn 2 ngày nữa, giải chạy VPBank Hà Nội Marathon 2022, giải chạy marathon quốc tế chính thức của thành phố Hà Nội sẽ được khai mạc tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Tính đến thời điểm này, ban tổ chức đã cơ bản hoàn tất các công đoạn chuẩn bị cho giải chạy. Những tờ rơi quảng bá cho giải chạy lần này được các bạn tình nguyện viên của chương trình đưa tới tận tay người dân trong khu vực dọc cung đường chạy. Trong đó, ngoài các thông tin cho giải chạy còn có lời xin lỗi của ban tổ chức gửi tới các hộ dân. Hy vọng người dân thông cảm những bất tiện có thể diễn ra trong suốt quá trình diễn ra chương trình. Tôi rất là thích thể thao. Tôi cũng thường xuyên là đi tập hàng ngày. Đấy, cho nên là nếu mà có tổ chức chạy thì là tôi rất là ủng hộ. Chương trình có sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, với cung đường chạy dài nhất là 42 km, đã được chuyên gia hạng A của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài quốc tế trực tiếp chuẩn hóa. Các vận động viên sẽ xuất phát tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chạy qua các hồ nổi tiếng của Hà Nội
như Hồ Gươm, Hồ Bảy Mẫu, Hồ Ba Mẫu, Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, và địa danh như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và Hoàng thành Thăng Long, sau đó về đích tại cổng công ty điện lực Hoàn Kiếm, số 69C Đinh Tuyên Hoàng. Gửi thư mời cho các hộ dân để các hộ dân có thể hiểu thêm ý nghĩa về giải chạy và sẽ thông cảm cho bên ban tổ chức vì những bất tiện diễn ra trong quá trình tổ chức giải chạy. Mong là tất cả các hộ dân sẽ thấu hiểu và sẽ có những cái hành động ý nghĩa như là sẽ giữ gìn vệ sinh để tạo nên những cái hình ảnh tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế ạ. Chúng tôi mong muốn rằng thì là tất cả các hộ dân sẽ nhiệt liệt ủng hộ giải chạy, mang thể hiện được cái tinh thần văn hóa của người Hà Nội đối với một cái hoạt động thể thao có ý nghĩa và thể hiện được cái lòng yêu mến, khích lệ các vận động viên tham gia giải chạy dưới cái khẩu hiệu là bừng sáng Việt Nam, với mong muốn là mang lại một cái sinh khí mới, một cái sức mạnh mới, là đóng góp vào cái sự phát triển và sự hồi sinh của nền kinh tế Việt Nam, của đất nước của chúng ta sau đại dịch COVID-19. Các công tác chuẩn bị về hậu cần cho vận động viên dọc tuyến đường chạy cũng đã được cơ bản hoàn tất. Cùng với các vận động viên, đội ngũ nhiếp ảnh gia và các nhóm tình nguyện viên, biker cũng có mặt để chạy thử các hoạt động hỗ trợ nhóm, đảm bảo cho giải đấu diễn ra tốt đẹp. Với nỗ lực đưa giải chạy quốc tế di sản VPBank Hà Nội Marathon thực sự trở thành một di sản văn hóa thể thao của thủ đô, cùng với những cung đường chạy đậm màu sắc phố cổ, ban tổ chức cũng đã có nhiều hoạt động bên lề nhằm chào mừng các vận động viên tham gia giải, đồng thời quảng bá văn hóa Hà Nội tới bạn bè quốc tế. Lễ khai mạc sự kiện sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy, lúc 20 giờ ngày 15 tháng 10 tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Giám đốc công viên lịch sử Ayutthaya, Thái Lan ngày 13 tháng 10 cho biết khoảng 70 ngôi đền và di tích lịch sử ở tỉnh Ayutthaya có nguy cơ sụp đổ do lũ lụt. Theo ông Patarapom, giám đốc công viên lịch sử Ayutthaya, 70 ngôi đền và di tích lịch sử nằm bên ngoài khu vực các bức tường cổ của tỉnh này bị ngập trong nước nhiều ngày qua. Không chỉ các địa danh lịch sử, hơn 30.000 hộ gia đình, hàng chục nhà máy, xí nghiệp và hàng trăm hecta hoa màu của người dân cũng bị ngập trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh tế ở địa phương này. Còn tại Australia, hàng nghìn người ở khu vực đông nam nước này đã nhận được cảnh báo sơ tán trong ngày hôm nay để tránh nước lũ đang dâng cao tại nhiều thành phố của ba bang Victoria, New South Wales và Tasmania. Bang Victoria, địa phương đông dân thứ hai của Australia, đang trong tình trạng khẩn cấp tồi tệ nhất khi nước lũ nhanh chóng dâng cao, buộc giới chức phát đi lệnh sơ tán. Trong khi đó, các khu vực phía bắc của Tasmania, bang đảo ở phía nam Victoria, cũng ứng phó với lũ lớn trong ngày hôm nay. Giới chức địa phương đã ban hành hàng loạt lệnh sơ tán, trong khi mưa lớn đã khiến 120 con đường của bang bị phong tỏa hoàn toàn. Tại New South Wales, bang đông dân nhất của Australia, giới chức địa phương đã thành lập một trung tâm sơ tán sau những trận mưa như chút nước vào tối 13 tháng 10 tại thành phố Forth, nằm cách Sydney khoảng 5 giờ lái xe về phía đông. Khu vực bờ biển phía đông của Australia liên tục bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong 2 năm qua do các chu kỳ La Nina quay trở lại. Ba Lan và 4 quốc gia Liên minh châu Âu EU khác đã đưa ra yêu cầu với Ủy ban châu Âu để nghiên cứu phương án nhằm hạn chế giá khí đốt tăng cao và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu chi phí năng lượng trước mùa đông tới. Ngày 13 tháng 10, trong một bức thư gửi tới cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu, các bộ trưởng năng lượng của Hy Lạp, Italia, Bỉ, Hà Lan và Ba Lan đã đề xuất sửa đổi các tham chiếu đối với giá khí đốt của cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu ở Hà Lan trong các hợp đồng liên quan thông qua các biện pháp quản lý của EU. Các bộ trưởng cũng mong muốn EU nghiên cứu giới hạn giá khí đốt bán buôn và xem xét một cơ chế riêng biệt để đảm bảo phù hợp giữa cung và cầu khi giới hạn giá có thể sẽ vượt mức bởi các giao dịch mua bán tự do và việc đấu thầu. Các quốc gia EU đang nghiên cứu các biện pháp áp trần giá khí đốt của tất cả các nhà cung cấp. Tuy nhiên, thì Na Uy, một trong những nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu, cho rằng động thái này có thể sẽ làm trầm trọng thêm tình hình và buộc các nhà cung cấp tìm đến các thị trường bên ngoài EU.